Thế giới động vật, xin chào các bạn. Chúng mình lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc với những video khám phá về cuộc sống hoang dã cùng các màn tranh đấu kinh điển giữa các loài vật trong thế giới tự nhiên. Các bạn có muốn biết cuộc sống ở dưới đáy đại dương hay trên đồng cỏ Bắc Mỹ đang diễn ra như thế nào không? Thế giới động vật hoang dã, nơi mỗi ngày là một trận chiến sinh tồn, chắc chắn là điều mà chúng ta rất muốn khám phá, nhất là đối với những người yêu động vật. Vậy thì kênh YouTube này chính là nơi dành cho bạn. Nếu thấy video hay thì đừng tiếc mà để lại cho chúng mình một like, một share cũng như subscribe kênh Thế giới động vật bạn nhé. Ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu hành trình khám phá thế giới động vật ngay thôi nào. Không phải đầy quyền uy trên đồng cỏ thì sẽ chẳng sợ một loài nào. Khi mặt trời bắt đầu mọc trên vùng cao nguyên này, kẻ mạnh vẫn phải nghĩ cách để đi săn và hạ gục con mồi nhanh chóng. Một số loài ăn cỏ to lớn chung sống hiền hòa với nhau, nhưng lại chẳng mấy an toàn khi ở cạnh những loài ăn thịt khét tiếng, trong đó có sư tử. Trận đối đầu kinh điển giữa sư tử và tê giác. Sư tử vốn là mãnh chúa, thống trị cả một vùng rộng lớn, nên bất kỳ con vật xấu số nào lọt vào mắt xanh của nó đều nhận lãnh một hậu quả vô cùng bi thảm. Nhưng có một loài với lớp da dày, bơi giỏi và yêu thích những nơi có dòng nước mát lành lại chẳng nề hà gì sư tử. Một loài thường đơn độc sinh sống, có khi chọn những tán rừng nhiệt đới thật sâu để ít kẻ quấy rối nhất có thể. Loài đó không gì khác chính là tê giác. Cuộc đối đầu giữa sư tử và tê giác trên đồng cỏ đôi khi cũng xảy ra và thu hút rất nhiều sự chú ý. Nếu bạn quan tâm và yêu thích những video về thế giới động vật thì đừng quên nhấn follow, like, comment và share để ủng hộ chúng mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đến với những đồng cỏ rộng lớn để xem có điều gì hấp dẫn sắp diễn ra thôi nào. Vị vua đồng cỏ thường thích sống theo bầy đàn. Chúng thường giao nhiệm vụ săn mồi cho con cái. Con đực đầu đàn thường không đi săn nhưng lại thích hưởng thụ thành quả nhiều hơn những kẻ khác. Nó sẽ chiếm lấy phần thịt nhiều hơn và nghiễm nhiên xem điều đó là mặc định. Tất nhiên những con sư tử trong đàn đều phải phục tùng nó. Các con của nó cũng phải dè chừng vì sư tử đực ít thích gần gũi với các con của mình. Trái ngược với lối sống bầy đàn của sư tử, tê giác là loài có cuộc sống đơn độc. Nó chỉ tìm nhau vào mùa giao phối. Con tê giác cái sẽ mang thai trong 16 tháng và con sẽ ở với nó đến năm 3 tuổi. Có vẻ như cuộc hành trình còn lại của một con tê giác con sẽ thiếu bóng mẹ bên cạnh. Loài tê giác hiện nay còn tồn tại với số lượng rất hạn chế. Có 5 loài, trong đó có 3 loài ở châu Á và 2 loài ở châu Phi. Tê giác trắng là loài có kích thước lớn nhất. Lớp da của một con tê giác dày khoảng 4 cm. Cả con đực và con cái đều có sừng dài khoảng 30 cm. Cái sừng này có thể giúp nó tự vệ trước những kẻ táo bạo muốn tấn công và cũng có thể sát thương bất cứ loài nào liều mạng mon men đến gần một con tê giác trưởng thành khoảng 3 tấn. Nó to gần bằng một con voi trưởng thành. Tuy nhiên tê giác và voi lại chung sống hiền hòa với nhau trên cùng một phạm vi lãnh thổ. Chỉ có sư tử là không bỏ qua cuộc sống yên bình của những con tê giác và thường lăm le muốn ăn thịt chúng. Đàn sư tử có thể dễ dàng hạ gục một con linh dương, nhưng đối với trâu rừng đã là một câu chuyện khác. Trâu rừng có sức mạnh cũng khó mà quật ngã được, trừ khi đó là một con trâu đang bị mắc kẹt trong đống bùn và bùn càng lúc càng khô đặc lại vì nắng nóng. Con sư tử cái chuyên gia săn mồi sẽ đến thăm dò rồi cắn vào lỗ mũi của con trâu cho đến khi nó chết. Cái chết lúc này là điều đã được báo trước, nhưng trong suốt những ngày mắc kẹt dưới đống bùn, nó vẫn mong chờ một tia hy vọng bé nhỏ nào đó có thể cứu mạng mình. Bây giờ thì từng miếng thịt của nó đã bị xé toạc khỏi cơ thể. Sư tử nghĩ rằng nó cũng có thể làm điều tương tự với tê giác. Có lẽ vì vậy mà trong nhiều lần bắt gặp tê giác đang loay hoay dưới hồ nước,
sư tử thường thăm dò rồi tìm cách tiếp cận. Tê giác lại chẳng hiền lành, dù nó là loài ăn chay trường. Thức ăn của nó là cỏ, đôi khi nó ăn cả lá cây và hoa quả. Mặc dù biết được ý đồ của những con sư tử đang ve vãn xung quanh, nhưng nó không vội chống trả. Nó vẫn đang dùng hết sức để có thể lên được trên bờ. Tê giác thường dùng sừng và móng vuốt của mình để khuấy động lớp bùn ở trong nước, nên những cái hố vẫn không phải là trở ngại của nó. Nó cũng thường tắm bùn như một cách để giải nhiệt và loại bỏ những ký sinh trùng thường đeo bám dai dẳng trên cơ thể của mình. Nếu nói có loài nào đó tàn bạo khi giết chết kẻ thù thì chính là sư tử. Sư tử không bao giờ mang đến cho con mồi một cái chết trọn vẹn. Nhiều loài ở dưới đại dương còn há miệng thật to để nuốt chửng con mồi. Nhưng đối với chúa tể muôn loài thì nó sẽ xử lý bằng cách rất thô bạo và ác liệt. Những con sư tử khi tìm cách tiếp cận con tê giác vẫn tin rằng nó có thể dùng răng và móng vuốt để sát thương con vật. Da của tê giác trưởng thành vô cùng dày, chỉ những con tê giác con mới có lớp da nhạy cảm. Vì thế, để khuất phục được một con tê giác rồi cho nó nằm bất động và ăn những phần thịt ngấu nghiến vẫn là thách thức ngay cả đối với những con sư tử trưởng thành. Đôi khi kẻ thống trị hay gầm gừ lại dễ bị phản đòn ngược lại và quay ra tháo chạy. Khi cả ba con sư tử cái cùng nhắm vào một con tê giác ở trên bờ, tê giác cũng rất bình tĩnh hướng sự tấn công của mình về phía từng con một. Nó ngay lập tức đoạt được thế chủ động và xoay chuyển tình thế đầy bất ngờ. Sự thành công này đã đánh một đòn tâm lý khá lớn lên những con sư tử. Vốn đang nghĩ mình là kẻ đi săn đầy uy lực, bỗng dưng bé nhỏ hơn nhiều so với một con tê giác trưởng thành, làm sư tử có vẻ chao đảo. Ba con sư tử không còn cố gắng để lại gần con tê giác to lớn nữa. Nó có vẻ hiểu được tình thế lúc này. Tấn công sẽ chẳng mang lại một chút lợi ích gì, mà chỉ khiến nó có thể bị thương dưới chiếc sừng dài 30cm và lực tấn công hung bạo từ một con tê giác khổng lồ. Giống như có thù hằn truyền kiếp từ đời này sang đời khác, và một ngày, khi sư tử đang lang thang một mình thì gặp ngay tê giác. Tê giác dường như đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, nên nó quyết tâm phải đuổi theo sư tử. Nó đã băng qua những đám cỏ nhỏ để có thể bắt kịp kẻ thù. Sư tử nhận ra mối đe dọa đang ở rất gần và nó chỉ mạnh khi đi cùng đàn của mình, nên cố gắng chạy thật nhanh. Nó càng tăng tốc thì tê giác ở sau cũng càng nhanh chóng đuổi theo. Trong cuộc rượt đuổi này, tê giác là người chủ động tấn công. Chắc nó đã phải chịu ấm ức và dồn nén rất lâu trước những lần bị sư tử tấn công hội đồng, bủa vây từ nhiều phía, nên hôm nay quyết một phen sống chết như vậy. Nhưng truy đuổi một lúc thì nó cũng đành bỏ cuộc vì con sư tử thực sự đã dùng hết tốc lực và chạy rất nhanh. Nói đến khả năng chạy nhảy thì sư tử cũng là một trong những loài thuần thục kỹ năng này vì nó là loài chuyên đi săn mồi. Đôi khi có những phi vụ lớn thì nó còn kết hợp thêm nhiều kỹ năng khác để có thể vây bắt, xử lý con mồi thành công mỹ mãn. Khét tiếng trên đồng cỏ và là một trong những loài mà chẳng có ai dám chọc giận. Nhưng khi một mình đơn độc giữa bao la lãnh thổ, nó cũng có thể trở thành kẻ bị tấn công. Tê giác chẳng thích dây dưa gì với một loài họ nhà mèo, nhưng đôi khi những lần vô tình sư tử chọc giận nó khiến nó bỗng nhiên liều lĩnh và hiếu chiến hơn bao giờ hết. Sự ngang tàng và không khuất phục trước một kẻ toan tính, thông minh như sư tử đôi lúc cũng chính là vũ khí lợi hại giúp nó có thể thoát khỏi sự tấn công từ nhiều phía của kẻ thù. Số lượng tê giác hiện nay rất hiếm, chúng cũng là loài sinh sống chủ yếu ở các khu bảo tồn. Một số loài trong số chúng đang có nguy cơ bị tuyệt chủng do nạn săn bắt và con người ngày càng lấn át, muốn chiếm đoạt sừng tê giác để phục vụ cho mục đích buôn bán thương mại. Để loài tê giác không phải chỉ có trong huyền thoại hay truyền thuyết cho các thế hệ mai sau, đòi hỏi rất nhiều sự nỗ lực và chung tay bảo vệ từ cộng đồng. Đó là một loài có rất nhiều điều thú vị để chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu. Đặc biệt, khi nó ở trong tình thế nguy hiểm, đứng trước móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của sư tử, thì vẫn thấy nó cuột cường và dũng cảm biết bao.
Hy vọng với những thông tin chia sẻ về trận chiến kinh điển giữa sư tử và tê giác, các bạn sẽ yêu thích và muốn khám phá thêm nhiều điều hấp dẫn từ thế giới động vật. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Những video về thế giới động vật chính là kho tàng kiến thức hữu ích cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh những hiểu biết mới, khám phá thế giới hoang dã còn giúp chúng ta thêm yêu quý, tôn trọng các loài động vật và biết giữ gìn, bảo vệ môi trường nữa. Ngoài những điều đã được bật mí trong video, bạn có biết thêm thông tin nào thuộc chủ đề này không? Nếu có thì đừng ngần ngại mà chia sẻ nó dưới phần bình luận bạn nhé. Hãy ghé qua kênh YouTube này nếu bạn muốn xem thêm những video hay ho, thú vị khác về thế giới động vật hoang dã. Nếu bạn thích video này thì hãy like, chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Đừng quên subscribe và ấn thêm nút chuông để nhận được thông báo nhanh nhất về video mới của thế giới động vật. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.